Chào tất cả các bạn, tôi là Lê Tân Vũ, là giảng viên Học viện Giento. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại bài học giữ hình 3D. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần là dựng trần và sàn. Và hôm nay chúng ta sẽ dựng cho khu vực phòng khách, bếp, ngủ luôn. Và chúng ta đầu tiên là chúng ta về mặt tốp này. Chọn chế độ bắt điểm là 2,5D. Đó. Vì sao? Tại vì khi chúng ta bắt điểm ở chế độ này thì những đường chúng ta bắt nó sẽ về một đường thẳng. Nếu chúng ta sử dụng chế độ bắt điểm này thì nó hay bị bắt lệch điểm. Nên là khi chúng ta bo đường, bo nét trên mặt bằng, chọn chế độ này 2,5D và chọn đường line. Đó, để vẽ, để bo cái đường này lại, giữ ship, chẳng may chúng ta có bấm nhầm thì chúng ta trở lại bằng nút backspace này. Đó, để vẽ lại. Đó, tiếp tục chúng ta kéo. Đó, chúng ta đã được một cái đường bo như này. Tiếp tục cho phòng khách và tiếp tục cho phòng bếp. Cho phòng này khá là vuông vắn, chúng ta vẽ bằng cái lệnh rectangle này, lệnh này. Nhưng vẽ xong chúng ta phải chuyển lại cho nó thành chế độ Exit SPLine này. Tương tự cho các cái phòng ngủ. Đó. Chuyển sang chế độ SPLine và chọn chế độ điểm quét để kéo cho thẳng thẳng vào mép tường, cả những phòng phía này cũng thế, chúng ta chuyển nó về SPLine. Đó, và tiếp tục chúng ta sẽ dựng phần tường viền cho cái khu vực phòng khách, bếp này, là khách và phòng thờ này, chuyển về chế độ Exit Poly, chuyển về Poly. Đó, chúng ta đã được cái mặt phẳng như này. Chọn chế độ số 4 là chế độ mặt phẳng này. Chọn chế độ Insert, có hai cách để bấm Insert, là cách bấm vào ô vuông bên cạnh và cách bấm vào viền bên ngoài. Khi bấm vào viền bên ngoài này, chúng ta sẽ phải kéo tay thủ công như này. Đấy. Khi bấm vào ô trong này thì chúng ta sẽ nhập vào cái thông số ở đây, nhập 200. Nên là chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn, chúng ta hay nên phải lựa chọn vị trí ô trong này. Tiếp theo là tách riêng cái mặt phẳng này ra, chúng ta chọn đi tách, tách cái phần viền gạch bên trong ra, đi tách. Đó, rồi chúng ta đã được hai cái đối tượng riêng biệt này. Tương tự cho bên này cũng thế. Insert 200. Số 4. Đi tách ra. Ok. Tiếp theo chúng ta tạo cho nó một cái màu dễ nhìn. À, chúng ta vào bảng mờ, bảng vật liệu này. Cho nó cái màu gạch chuyển, chúng ta thường chúng ta để màu đen, màu tối. Chúng ta cho nó cái màu này, cho nó dễ nhìn khi lên ý tưởng. Tương tự cho các cái phòng ngủ này, ta chuyển nó về poly. Đó. Cho nó cái màu. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào phần làm phần gạch bên trong này,
chúng ta sẽ vào cái thành công cụ Modify List này, bấm chữ F, chọn vào cái phần Floor Generator này. Đó, ta đã ra luôn cái gạch. Gạch chúng ta là gạch 800 x 800. Đây là kích thước chiều dài và chiều rộng. Chúng ta thay đổi 1000 này, 500 này. Đó, ra cái kích thước này. Ví dụ như gạch nhà vệ sinh chúng ta để 300, 600. Đó. Hoặc gạch lát nhà vệ sinh chúng ta để gạch 300, 300. Đó. Nhưng gạch ngoài này chúng ta để gạch 800. Đây, vị trí này là khu vực offset, nên là độ xen kẽ giữa các viên gạch ấy. Chúng ta thử tăng nó lên 20 hoặc là chế độ khác, là tăng lên 50 hoặc là chế độ khác. Đấy. Nên là khi mà lát gạch thẻ như này, lát gạch này chúng ta được về 0. Đây là độ cao của viên gạch. Đó, thường để 2 thôi. Cái độ loe của cái khe gạch 5 nó rất to, thường để 2 thôi. Và ở đây luôn có các chế độ của lát gạch nữa, khác nữa. Đó. Chéo. Đó. Và tương tự như vậy cho các cái phòng bếp, chúng ta chỉ việc chỉ vào đây này, kéo nó sang bên này, đó là nó đi theo luôn. Và tương tự cái phòng ngủ như vậy, phòng ngủ vì là nhà vườn thì chúng ta lát gạch thôi, chúng ta không làm sàn gỗ, chúng ta kéo sang. Phòng ngủ thì cũng không cần làm gạch viền đâu vì không gian nó nhỏ, cũng không cần. Đó, và tiếp theo là chúng ta sẽ đi dựng các cái gạch ở các cái khe này. Ở đây chúng ta thường chúng ta khi mà làm đây, ý là chúng ta sẽ có một cái viên gạch nó đệm ở đây. Đó là một cái chi tiết nhỏ thôi, chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi mà render, cũng thấy là cho nó kích thước cao 5 phân, còn màu